Rạng sáng nay ngày 4 tháng 9, bão số 3, bão Iagi, tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, cường độ bão sẽ mạnh thêm 2 cấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 4 giờ sáng 4 tháng 9, tâm bão số 3 đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai, tâm bão ở cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 560 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng 6 tháng 9, tâm bão số 3 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 230 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đảo Hải Nam, Trung Quốc, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ có khả năng suy giảm nhẹ. Dự báo 4 giờ sáng 7 tháng 9, tâm bão ở trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km, cường độ tiếp tục giảm dần. Do ảnh hưởng của bão số 3, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Từ ngày 5 đến 6 tháng 9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 4 đến 6 mét. Từ ngày 5 đến tháng 9 có thể tăng dần lên 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.